Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Là đầu tiên thì chủ kênh xin được gửi lời chào trân trọng, là chúc sức khỏe, là chúc bình an đến tất cả cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước. Kính thưa cả nhà, thì cũng liên quan đến cái drama của cô Nguyễn Phương Hằng, cảm bà xúc, va bà chạm với rất là nhiều thành phần, gừng sĩ, điền sĩ, thần linh, thần y, thần yên, rồi nhà báo bẩn hai mặt, rồi liệt sư, tùm lum ta la hết các bác anh chị. Và đặc biệt là xuất hiện rất là nhiều ma. Đầu tiên là ma xó, rồi sau đó tới tiếp tục là những cái ma mà như là nổi bật đó nghe, ma heo, ma hợi á. Nói chung là cái đặc điểm của những cái ma này thì coi như là lật nhanh như lật bánh tráng luôn các bác anh chị. Và đặc biệt mới đây có một ma xuất hiện nữa các bác anh chị đó. Ma này thì ma già quá. Ma này ma dung ma ma hay các bác anh chị đó. Ma này thứ dữ rồi ha. Thì cái sự kiện mà coi như lật mặt là liên quan đến vấn đề mà coi như là làm cái găng tay bị gách á, thì đáng lẽ ra cái chị này nếu mà coi như là tình ngay lý gian á thì chị ta chắc là lên giải bài hoặc là như thế nào đó, chia sẻ như thế nào đó. Thì lúc đầu thì của chị ta nói là coi như là đoạn video đó là ghép thế này thế kia, nhưng mà mình thấy coi như là sau khi mà có sự cố đó, đáng lẽ thì cô ta một người mà quý trọng cô Nguyễn Phương Hằng và một người mà coi như là không có những cái ý đồ mà không hay đem đến cho cô Nguyễn Phương Hằng, thì cô ta gỡ video clip đó đi và gặp cô Nguyễn Phương Hằng chia sẻ về vấn đề. Nếu có vấn đề về cái găng tay đó rách như thế nào thế này kia, nhưng mà các bác anh chị thấy là bây giờ đúng rõ là hàng cao su mà đó, trợ lý của cô Hằng coi như là Hoàng Nhi lên coi như là xé coi như là thế này thế kia mà cũng khó rách găng tay cao su mà rách như vậy, làm sao mà nhập vô thị trường châu Âu Mỹ được các bác anh chị. Rất nhiều các tổ chức người ta coi như là kiểm định rồi cấp giấy chứng nhận này kia nữa, nên cái cô này coi như là thấy là có vấn đề rồi. Và coi như là nếu mà một người mà không có quá khứ gì dơ dáy dễ dàng gì giấu giếm á, thì nên im lặng đi, kết thúc drama đi, chứ lên gào thét rồi khóc lóc này kia làm cho những cái thông tin coi như là cộng đồng mạng nhà hay lắm ha. Quá khứ như thế nào thì người ta tìm ra ngay ha các anh chị, cũng là một thánh nổ ha, thánh nổ để lùa gà những cái người mà lùa khóa học, những cái người mà thiếu hiểu biết đó, diễn giả thì ghê lắm các anh chị ha. Vừa em cũng chia sẻ rồi lên tới đài truyền hình quốc gia VTV người ta đưa tin luôn rồi các anh chị, chuyện nó đâu phải là nhỏ nữa. Nói chung là coi như là cảnh báo, báo chí cũng có lên tiếng rồi ha. Ma này ma cũng thứ dữ, hôm nay ma này cũng lật mặt luôn rồi ha. Cụ thể là coi như là cô này có cái dòng chia sẻ như sau: đừng có bị dắt mũi, không bao giờ Dung Mama tin vào bà Hằng nữa rồi. Dung Mama sẽ là người đập nát cái drama này. Wow. Vậy là cái biệt danh thánh nổ là có rồi, đập nát cái drama luôn. Tưởng mình là ai vậy hả? Tưởng mình là ai vậy? Giờ Dung Mama chỉ tin pháp lực và sự thật, đặc biệt không tin chính với Trả Nghĩa Thăng. Nói chung là nói những ông như lang thang đường phố, bánh mì nè, ông Trúc Ngân nè, là những thằng bị ổi liếm láp bà Hằng. Trời ơi, nói chuyện kỳ vậy, bóp méo sự thật để kiếm đồng tiền. Một lũ bị ổi, vô cùng bị ổi, phải tẩy chay. Trời ơi, kêu gọi ai tẩy chay vậy? Bản thân mình là coi như là không có cái tiểu sử không hề đẹp thì im lặng đi. Bởi vậy rên là ráng là rống, thì bây giờ đó là le học me hết rồi, ai cũng biết hết rồi, sau này làm sao mà lùa gà đây. Ai cũng biết, ai cũng cảnh tỉnh hết rồi, làm sao mà lùa gà đây. Ố tai mới hôm qua hôm kia khóc lóc da la ra vẻ coi như là bi thương lắm, hiền lắm, có hiền không có anh chị. Bây giờ coi như là muốn làm má thiên hạ rồi, mà trong cái đời drama này để chống lại cô Hằng là toàn là thứ dữ không, toàn là má thiên hạ không à. Má Đinh Lan Trạ thì mới đây coi như đòi gì đó, đòi cho cái ông gì mà điều tra viên ở thành phố Hồ Chí Minh về vườn nữa, ghê quá. Mạnh dữ. Dung Mama không làm gì
Không làm thì biết bao người dân sẽ bị tin vào chị Hằng, mê muội vào chị Hằng, rồi bỏ hết mọi thứ. Dung Mama điên nhất là bóp méo sự thật, nói là không hề quen biết Dung Mama, rồi không phải màu găng của Đại Nam, không phải nhân viên Đại Nam đưa găng. Ông Dũng làm găng màu gì không biết. Hai vợ chồng không ăn ngủ với nhau à? Mỗi người một giường nên không biết chồng sản xuất màu gì, lên mạng giả vờ hạnh phúc thôi. Trời đất ơi, nói này nó giống là nói xuyên tạng quá vậy. Mà chúng ta thấy có những video cô Nguyễn Phương Hằng đã đến nhà máy găng tay và giới thiệu cho mọi người rõ ràng, mà đi nói những lời như vậy đó, đi sẽ đi vào lòng đất thôi, ăn đằng sống nói gió, nói xạo nổ không à, rồi sẽ thấy có sức mạnh cộng đồng mạng người ta tẩy chay như thế nào. Nói mà không có cơ sở, không có lý lẽ, bây giờ quê rồi ha, lộ một cái bản mặt nó lộ ra rồi, quê thì nó khó quê mà quê rồi vẫn còn quê, nên coi như là không cam tâm, nên giờ mình muốn lên làm chị đại luôn rồi, để coi như là coi như là tính làm đối trọng với bà Hằng. Thôi không có cửa đâu ha. Rồi tới rồi, qua tối hôm nay mới ghê nè. Tao cái gì giờ tao luôn hả? Rồi mới qua kia thấy khóc lóc hiền lắm mà sao giờ tao luôn rồi. Tao điên tột cùng, tao phải chiến đấu, phải tẩy chay cái thằng bẩn bựa đấy, không biết nói YouTuber dơ hay Dũng ngó Úc. Trời đất ơi, trời ơi, lộ luôn, lộ mặt luôn. Vì cái drama này tao mất rất nhiều, do tao tin bà Hằng, bà chuẩn, tao tin bà Hằng đạo đức tuyệt vời, bản lĩnh chuẩn mực hơn tao. Hóa ra bà Hằng còn hèn nhát, bẩn bựa, lương lẹo, mẹ con lương chúa chứ không phải bình thường luôn. Lúc trước thì lên coi như là ủng hộ bà Hằng thế này thế kia, lên nói hay lắm mà, chính nghĩa chính em gì từ lưa hợp mưa, bây giờ sao nói vậy hả, sao lật nhanh dữ vậy, nhân viên của mình mà phải nói không phải nhân cái gì, nhân viên của mình mà phải nói không phải nhân viên của Đại Nam là sao? Trời, diễn giả viết văn kỳ á. Mọi người thấy bà ý nhục chưa, nhục chưa, không biết ai nhục à, tôi thấy chưa à, cô Hằng vẫn chưa nhục à, thấy mọi người vẫn ủng hộ cô Hằng mà, thấy coi như có người đang khóc lóc rồi kêu gào thảm thiết hơi bị nhục á. Bà Hằng phải đối chất cộng đồng, nếu không đối chất thì cả nước phải tẩy chay Nguyễn Phương Hằng chứ không phải bình thường. Ồ, ghê không, kêu gọi tẩy chay bà Hằng luôn nhanh có gì à. Một cái người mà cháo chở lặt qua lặt lại với bánh chán như vậy á, mà như là có anh chị thấy không, phải không? Vậy mà kêu gọi tẩy chay nữa, trước đây thì như ca tụng tung hô cô Hằng hết mức, giờ kêu gọi tẩy chay luôn, không biết ai bị tẩy chay à. Trời ơi, mà mới đây có một thông tin luôn nữa á, trời ơi, lên chửi cô Hằng luôn á, thách cô Hằng dám lên chửi chửi bả tiếp là bả sẽ cho đi tù. Chị vậy tính bú phem của Hằng hả? Hả? Kêu lật đòi lật đổ bà Hằng luôn hả? Trời ơi, thì bây giờ quay lật lại cái như nói bà Hằng là mang tiền cho trai luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên cái vấn đề liên quan đến găng tay hả? Ủa, nếu mà vấn đề đó có hiểu lầm, canh cơm không lành canh ngọt, nếu mà người đàng hoàng hả? Mình là người ủng hộ bà Hằng ngay từ đầu hả? Thì cái vấn đề mà liên quan đến là Võ Nằm Yên nó lừa tiền bà Hằng thì nó nào đúng ra đúng, cái nào nó rõ ràng, cái nào là cái nấy, tự nhiên cái xuyên tạc luôn, lấy tiền cho trai luôn là sao hả? Cô Hằng lâm nguy rồi ha, ma đa cấp ra tay rồi, ma nổ ra tay rồi hả? Hả? Ma Dung Mama bà này là ma thứ dữ ra tay rồi, kỳ này cô Hằng mệt rồi, cô bán chị ơi ha. Trời ơi, căng quá, tội nghiệp quá, giờ hết khóc rồi hả, lên coi như là lớn họng rồi, lớn mồm rồi hả, bây giờ chơi từ lưa học mưa, từ le học me luôn, chứ còn gì nữa đâu mà giấu, giờ ai cũng biết nữa rồi, còn nữa đâu mà giấu đó, nên là coi như là bỏ tay, nay bỏ tay. Mà qua những vấn đề này em càng phục và mọi người càng phục hơn, vì sao cô Nguyễn Phương Hằng chọn công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, thì có anh chị đã thấy rõ rồi ha. Những cái người khác là coi như là những cái giống như anh em đây là chỉ là góp một phần tiếng nói thôi, chứ không phải là coi như là một người đi cùng với cô Nguyễn Phương Hằng. Cô Nguyễn Phương Hằng nói là trước sau như một,
công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao đó. Bây giờ em mới quá nể phục khi mà trước khi mà vào drama này cô Nguyễn Phương Hằng đã xác định như vậy. Cô anh chị, còn cô anh chị thì sao, có ý kiến gì với cái phần chia sẻ trình bày ở trên của em thì cho một comment bình luận phía dưới video này nha. Rồi có anh chị ủng hộ cho em một like, ai chưa đăng ký kênh ủng hộ em. Ngoài ra em có phân phối khẩu trang 5 lớp và khẩu trang không lớp không van, giá 2.000 một cái. Có anh chị mua 150 cái thì em sẽ free ship trên toàn quốc. Và khẩu trang 5 lớp có van, có cô anh chị giá cũng là 30.000 đồng 10 cái, 30.000 cái là 3.000 cái đó. Thì có anh chị mua 200 cái thì em sẽ free ship hay quá gì. Khẩu trang 5 lớp mà có van là quá anh chị biết rồi, giá có 3.000 thì nó nhuyễn như luôn hơn quá anh chị. Giá mềm xèo luôn, quá anh chị đi chạy ngoài đường đó chúng ta không thấy được là có những cái chỗ nơi người ta bán khẩu trang bình thường thôi là đã 2.500 3.000 rồi. Ngoài ra em có phân phối bánh bia với lại rượu, rượu chanh này, rượu quê em hay quá anh chị. Rượu chanh này rượu quê em, rượu chanh ủ ha các anh chị. Chai này là chai hồ lô. Giá chai này là coi như một cặp là 270.000. Rượu này là quê Thạnh Hóa Long An quê em. Rượu này em nói rồi ha. Ông uống bà khen, ông thầy ông cứu nội là tháng nào cũng thùng á nên mới bật bật tới U90 luôn đó, ra đội bóng luôn á. Chai này thì 21. Chai này thì 25 ha các anh chị. Chai này 25 thì nó một chai một thì 250.000. Có mật ong đây ha. Ủ thời gian ủ lâu hơn, hàm lượng nó cao hơn, giống như Chivas 18 21 gì đó. Tuổi á. Tết thì năm nay thì chơi rượu đi ha, chơi rượu đi, nhiều khi diệt được Covid. Á. Cầm cặp này đi biếu cho người thân, cho người lớn tuổi rồi á. Những ông bà rồi cha mẹ lớn tuổi đó, rượu này nhẹ mà uống với đá rất là thơm. Nói chung là uống là nhâm nhi rồi nhấm nháp rồi xong rồi ăn uống thôi, nó dễ. Hay quá anh chị, uống bia thì nhiều khi no, mà uống rượu mạnh thì nhiều khi những cụ đó uống không nổi, với lại phụ nữ cho em phụ nữ uống không nổi thì thôi đó, uống bia thì cho em phụ nữ sợ mập, cái này là thích hợp, thơm thơm nhấm nháp, thơm thơm nhâm nhi, thơm thơm cũng ly rồi vui vẻ nói chuyện. Năm nay thì tình hình coi như là một năm coi như là kinh tế cũng khá khó khăn nên tâm sự chắc cũng hơi nhiều, mà uống cái này là phù hợp nhất. Hay quá anh chị, quá anh chị mua hộ em này liên hệ qua số điện thoại 0903 870 994 nha. Rồi ngoài ra có các loại khô, rồi bánh bía, xịt phẩn còn xả chanh hay quá anh chị, ba mùi không vậy, ba hỗn hợp nó tạo ra cái mùi nó rất là dễ chịu. Chai 100ml dùng để coi như là đi đi bỏ vô cặp quá dễ, đi đi đám tiệc và đi ăn uống rồi đó chúng ta xịt nó dễ. Chiều biết cơ hồ nó qua đây nó làm mớ rồi làm chai này nè, rồi rất là gọn các bác anh chị ha. Chai này thì có 16.000 thôi, còn cái chai 500ml kia thì 36.000. Chúng ta mua sử dụng ở nhà chúng ta mua lợi hơn, mua chai nó lợi hơn. Rồi cảm ơn các bác anh chị nha. Có khẩu trang cho em nữa 1.500 cái, rồi có bấm tép, rồi lỗ tai heo này là của mấy thím mấy cô mấy gì ở dưới quê làm, rồi khô nữa, khô các loại khô, cá sặc, cá lóc, cá đồng, cá chê, rồi cá chạch, rồi khô chuột đó, đủ món ăn chơi. Có rượu rồi có mồi, đủ thứ ăn chơi, món ăn chơi đó. Có gì cô bác ủng hộ em liên hệ qua số điện thoại 0903 870 994 nha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ở những video sau. Bye bye.